Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức 24 giờ news của chúng tôi. Và sau đây là bản tin chính được chúng tôi cập nhật trong ngày hôm nay. Cách đây ít phút, Lê Công Vân, ông xã Thủy Tiên đã đăng trên dòng trạng thái đã tìm ra admin của fanpage Lũ Hậu. Đây là một nhóm ekip những vị anh hùng núp sau bàn phím để tạo ra cái group anti tấn công lẫn khuyên răn các brand. Đừng làm việc với vợ tôi. Triệt đường sống của rất nhiều người cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Một người là lâm tặc phá rừng từng bị công an bắt. Một người là Ascensi, dày công soi mói, làm rất nhiều file thiết kế để tẩy chay vào các group khách hàng. Vu khống vợ tôi đang đối đầu chính trị và khuyên các brand đừng dại làm việc với vợ tôi. Còn một người nữa cũng chủ chốt trong nhóm này. Các bạn có thể chửi và mạt sát như thế nào cũng được. Chúng tôi không quan tâm vì ngay cả vị nhân còn bị ghét. Bạn không thích có thể chửi hoặc không hài lòng có thể kiện. Nhưng trừ việc các bạn lập group kích động đi phá hoại công ăn việc làm của người khác chính là hành động vô nhân đạo. Tất cả đều là những admin tạo nên group anti. Họ thành lập một nhóm làm việc chung cùng nhau để đi phá hại người khác, gây chia rẽ vu khống và muốn hất đổ chén cơm của người khác. Tôi cần địa chỉ chính xác của các anh chị này để hoàn thiện hồ sơ gửi qua điều tra. Nếu ai biết chính xác những người phá dân hại nước này ở đâu, vui lòng cho tôi biết thông tin địa chỉ chính xác. Xin cảm ơn và nhờ mọi người chia sẻ rộng rãi. Các xã của huyện Hải Lăng thì nhà con sẽ phát đều cho tất cả các hồ luôn. Là các hồ nào bị ngập ít hay ngập nhiều và con ngập một chút xíu mà bị hoa màu hay gì. Trước đó, Thủy Tiên đăng tải lời nhắn nhủ: các bạn chửi mình sao cũng được, mình không ngại, chết mình không sợ thì mình biết sợ gì. Nhiều ngày qua, việc Thủy Tiên kêu gọi vận động ủng hộ và tự mình lao ra vùng lũ cứu trợ người dân miền Trung gây nhiều chú ý. Chỉ trong thời gian ngắn kêu gọi, nữ ca sĩ nhận được số tiền khủng hơn 150 tỷ đồng để giúp đỡ bà con gặp nạn. Hành động của Thủy Tiên và ông xã Công Vinh nhận được sự hưởng ứng tích cực và vô số lời khen ngợi về tinh thần hiệp nghĩa và kịp thời ứng cứu cho vùng tâm lũ. Cư dân mạng dành cho Thủy Tiên những lời có cánh và gọi nữ ca sĩ là cô tiên thời hiện đại. Thế nhưng, sau một vài sự cố nhỏ trong quá trình trao tiền từ thiện, Thủy Tiên nhanh chóng trở thành đối tượng bị chỉ trích gay gắt. Chưa dừng lại ở đó, có một loạt hội nhóm được lập ra để tẩy chay, miệt thị và đưa ra những bằng chứng về việc làm chưa xác đáng của Thủy Tiên trong đợt từ thiện lần này. Những hội nhóm này có số lượng thành viên tăng lên nhanh chóng và còn tràn sang tấn công các nhãn hàng, dự án quảng cáo của Thủy Tiên đang hợp tác. Trong số đó có một group mang tên Lũ Hậu.vn đang có 16.000 thành viên và được để chế độ riêng tư cùng việc quản lý bài bản. Thông tin trên group này cũng cho thấy có thêm hai nhóm khác được lập ra cùng mục đích tẩy chay Thủy Tiên mang tên Mona Lisa, Cười Huyền Bí và Lũ Hậu Vạn Tuế. Dường như rút kinh nghiệm từ vụ việc của Hoa Hậu Chuyển Giới Hương Giang, các thành viên trong group này tự nhận là những anti-fan văn minh, có trình độ học vấn để bóc phốt Thủy Tiên với đầy đủ lý lẽ và dẫn chứng xác đáng. Theo đó, hầu hết các bài đăng trong hội nhóm này đề cập chi tiết đến cách làm từ thiện của Thủy Tiên đến từng con số.